Hiện tại điểm này có một con có một quả content là thế này. Nguyễn Quốc Hải International School đã donate cho Tabi 10. Cảm ơn Hải nhá. Đập thẻ xong đập đi xây lại. Ok, nào làm cho Hải, nào Hải chấm lại cho Hải, chấm lại tin nhắn làm luôn content này cho Hải nhá. Content này là em còn 8k tỷ tươi cái gì? Build team gì đó, em là Nguyễn Quốc Hải có dự là nhờ thầy thiết kế dùm em chiến thuật phòng thủ tiện nâng cấp con ác 17k tỷ với số dư khoảng là 6k tỷ. À chính xác là còn 8k tỷ tươi. Ok, được rồi. Đầu câu tần cũ thầy, con này là nâng cấp 10 với đập đi pháp 12k tỷ. À, đây là nâng cấp những cái con thẻ cộng 10 và tôi mất khẩu cấp 2. À rồi có thôi. Nâng cấp những cái con thẻ cộng 10 và đập đi xây lại con ác 12k tỷ pháp. Chúng ta sẽ có một vài con cộng 9 ở đây. Là bạn ấy muốn là mong muốn nó đập lên cộng 10. Đây, một vài con cộng 9. Where hot ma lên đây, tất cả những cái con hàng cộng 9 này là mong muốn nó đập lên cộng 10 đúng không Hải nhỉ? Có đúng không nhỉ? Lukaku cộng 8 xem nào. 13.000 tỷ xây tuyển Pháp. À 13.000 tỷ. Bây giờ là xem là chúng ta sẽ đập một vài con cộng 8 anh em. À đập một vài con cộng 9 nhá. Có phải mồi không nhỉ? Vlasic này có phải mồi không ta? Thầy ơi em đi uống cốc nước cho em 5 giây quảng cáo nhá. Đúng rồi thầy ạ, đập pháp đi còn giữ lại MU cho em. Xong ngay, xác nhận cái. Ok, cảm ơn em nhá. Mà chị sợ con này mấy con ghẻ cho đi bớt đi này, mấy con đấy ghẻ này. Ra fan Fran này. Nope. Nó chưa có gì mồi đi, đang ngồi đây. Mà thôi phập luôn đi, tôi nghĩ là phập luôn đi, nhiều cái này phập luôn đi, mồi đi bao giờ nhá. Như tôi phong cách là vào phập luôn. Lên là lên, không lên là thôi, số trời đã định rồi. Nào xem nào, có con thẻ cộng 9 là level thấp nhất là bao nhiêu? Ao bên là thấp nhất là bao nhiêu? International School đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Trong đó là phôi hết đó thầy. Ok Hải ơi, cảm ơn Hải nha. Cảm ơn Hải đã gọi là set up hết nha. Đó ta. Ôi trời ơi. Mohamed Sadoa đã donate cho Tabi. Hello Thành nhá. Rõ là tư bản rót vốn cho thầy, nâng tầm sau khi lên hạng mà còn khổ dâm nữa à thầy yêu. Thích xem đội hình được đổi mới thầy ạ. Ok, cảm ơn Mohamed Sadoa nhá. Cái con đầu tiên, cộng phá tuyệt pháp. Nope. Mất luôn chú pháp đầu tiên. Không biết có lên con nào, hy vọng là lên được một con thật sự luôn, là hy vọng một điều là lên được một con Clisen này. Silesen, con này là Silesen của kẹp theo cộng 8 không nhỉ? Kẹp theo cộng 8 không ta? À, một con nữa, kiếm một con nữa là xong. Rồi. Đập thẻ chiêu chiêu quá mà, đập thẻ chiêu chiêu. Nope. Ôi, nó về lại 9 rồi, mình kẹp 8 rồi, nó về lại 9 rồi nhé. Ôi, sao mình đập 9 rồi, mình kẹp con 8 rồi, nó về lại cộng 9 là như nào nhỉ? Ủa, sao nó về 9 ta? Kẹp bắt kia nhưng mà tôi kẹp cộng 8 à? Ô nó hồi lại về cộng 9 à? Ô thế thì ngon nhở? Thế thì may. Thế thì cộng một cơ hội, từ cộng một cơ hội nhá. Ai già đây rồi. Tự nhiên nó cộng về đấy là thơm quá ta. Iniki William, đây mấy con 113 thôi, thì dùng mấy con phổi tốn quá, dùng mấy con phôi 113 thôi. Đấy, dùng mấy con phôi thôi. Kim Min Jae, đây rồi. Tự nhiên biết đâu lại có cơ hội à? Hên xui à? Do hên. Ok, về 9 thì đọc tiếp rồi, chắc chắn rồi. 9 thì phải đập tiếp là gì nữa? Nope. Nghe nó không có 10 anh em ơi. Xin đúng một con nữa, trong vòng khoảng 10 con thì chỉ xin đúng một con là được. Tutti đã donate cho Tabi 10. Xin cảm ơn Tutti. Giao cho thầy tao chỗ này thì 10p sau Hải chọn luôn xe đi nhé. Thích loại có rồng hay không có rồng nào? Chúng mày biết sao bọn tao toàn được mua thẳng chứ không đẩy từ lọ trẻ lên chưa? Chào bố mày cái. Ok, chào Tutti nhá. Còn ăn Tutti thì chọn ra chọn xe cho bạn Hải đi. Này. Ra chọn xe cho bạn Hải đi. Hàng mẫu. Các cái tàu đi tì nói nhiều quá. Em bật thằng UTT nó nói nhiều, nó bực quá các bạn, nó ngồi nó bảo sủa dơ cay thật. Nào chụp ảnh lên cái. Renato Sanchez cậu bé vào. Ghê vậy thầy, đẳng cấp quá ta, còn nữa cơ lương ơi. Hai con cộng 9 à? À hai con cộng 9 á, thế thì lại phải kẹp cái nhở. Thế thì mình lại phải kẹp một phát rồi, 114. Sao nào? Bellingham, Amana Baby, rồi tất cả đây đều là phôi hết. Đặt KPI ngay từ còn ngon, ăn ngay từ game con thứ 3. Nope.
Con này full color hơn 130x. Nỗi nhục ZTH đời không, không phải nỗi nhục ZTH nhá. Mà đóng góp vào lối chơi chung nhiều thế mà nỗi nhục. Uầy. Samba Block Bay này. Đây 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 đây, con này lên tiếng này, lên tiếng này kề cảm giác giống lắm. Đó, cảm giác rất giống. Bao nhiêu like? Ôi sao ít like nhỉ? Sao 1700 người con 150 like vậy kìa. Sao ít like vậy ta? Anh em ơi, anh em xem, anh em click vào cái nút like đi cho nhìn cái lượt like nhìn nó phấn khởi anh em. Anh em xem anh em quên đấy nhỉ, anh em bảo anh em xem ngay, anh em quên mất cái điều gì đó thì phải. Đó, like đi anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều nha, cảm ơn mọi người. 1800 người, 300 like, nó đùa đâu. Tôi thì like phải lên con cộng 10 rồi. Không có gì, nó không có gì. Nó không có cái Zenato, tìm Colombian đẹp thế, không có kìa. Bây giờ con nào nữa nào, Doku Zerami Doku. Anh em nhá, chuẩn bị tôi bảo anh em cái này. Anh em làm giúp tôi tí. Đấy, chuẩn bị tôi bảo anh em cái này nhá. Anh em nhấc máy lên. Anh em nhấc máy lên gọi điện cho Cà Mau phường 9. Nhấc máy lên gọi điện Cà Mau phường 9 bảo ở đây có thương vụ, anh ấy cần phải mang về. Anh em ạ. Cái anh em cần cái một cái thương vụ anh ấy phải mang về Jeremy Doku. Nope. Mẹ 9 còn 6 luôn. 9 còn 6. Cà Mau phường 9 có con này rồi à? Thế thôi, có con này rồi thôi. Tưởng chưa có thì tôi đập lên nó không có rồi thôi, đập xịt cũng được. À, tưởng anh chưa có thì có rồi thì thôi chứ để làm gì nữa mà. Chê luôn là chê thì thôi vậy, thì tôi tưởng là chưa có thì có rồi thôi. À Saul này, à Matisio này, con này nó luôn này. Thôi khỏi gọi à, có rồi thôi. Malen, lại về 6. Lên đúng một con hàng mẫu của Tavinio, còn hay dã man luôn. Tavinio loa cánh của con này nha, một trong những con mà tôi cảm giác là con lương hầu phải cánh lương cao mà nó hay ấy. Nó không nổi tiếng nhưng mà lại là rất hay nhá. 114 rô toàn về 6 nhỉ, nghe tạch đau tay thì không phải vướng lên 10 là ok. Lại về 6 ta. Con này nó là Bastoni hàng Inter, bây giờ sẽ là Bastoni hàng Inter. Con này cũng hay này, con này là một trong những con rất là hay. 114 vôi cả Villette luôn à, chiến luôn cả à, đến đâu thì đến tầm này vô mồi, không phải mồi 7. Thằng này lên hay không lên nó không phải vấn đề, nó chả để làm gì hết. Đó, lúc đờ rông bao lô Futre này đấy, những con phôi anh em thấy không, Kisu răng kiểu nope. Ôi trời ơi, Nguyễn Quốc Hải International School đã donate cho Tabi 10.000. Cảm ơn Hải nhá. Tí tiện gõ luôn cụ Owen cộng 9 nhà thầy. Em có 2 cụ cộng 8. Tiện gì nữa luôn đi chứ còn tiện tầm này, tiện cái gì nữa Hải ơi, luôn đi. Phang luôn đi cái là xong, còn tiện cái gì nữa. Icon đi làm phôi, Icon thì cũng có 100B đấy, làm cái gì nope. Mà ui cái dây ác quá nhỉ, cái dây xịt nhiều quá. Lên được một con là đủ KPI, con này còn không lên được cộng 9 nữa này. Joalan, con này là hình như là tôi nhớ không nhầm là có một chút nó có một chút Liverpool. Đấy, có một chút Liverpool nhỉ. Mồi làm cái gì mồi cũng rớt cơ mà, lên 10 lên là lên, không lên được thì thôi. Đó. Nope. Phải chịu biết làm sao bây giờ. Đó. Cô là T mấy con này cho mồi hết. À đâu mấy con này đây này, con này 115 này rẻ hơn này. Rồi. Anh em nào mới vào cho mình xin nút like được không anh em ơi? Cảm ơn anh em rất là nhiều và hy vọng cái số này nó sẽ nhảy thành hai chữ số 1 và 0. Nope. 7 không có 10, có đúng có quê hot 10 à. Ôi trời ơi. Nguyễn Quốc Hải International School đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ông mới 3 hôm, tôi 3 tuần mới được chạm vào đây. Cứ từ sẽ đến lượt anh em phải làm từ chứ. Rồi đi à, xem nào. Ôi mấy con này cộng 9 à, nhầm. Đi lấy mấy con cộng 9 thì sợ hơi luôn à. 115. Ê, từ xem nào, 115 cộng 8 đúng không? Nhìn không cẩn thận nhầm nhá. Có nhầm nhá, từ nhìn lại xem nào. Hôm nay KPI một con thì tôi muốn vượt cái ngưỡng KPI một tí. Nope. Về hẳn 4 luôn, nhịp sau lên 10 rồi, nhịp sau mà lên chắc chắn lên 10. Nhịp sau chắc chắn nó lên 10. À 114. Lượng 2 con 114 này. Konate này. Con này nữa này. Con này nữa là xong này. Dortmund à? Nope. 6 Mochen Gladbach. Thử Mochen Gladbach có lo ghẻ lắm, không lấy đâu thật. Từ nha, sắp lại một tí, sắp lại phôi một tí cho nó chuẩn chỉ phát.
13 với một con nữa, một con với một thêm một con Rabiot nữa là ok nhỉ. Rồi ok. Dồn hết cho Weahot. Em phải bây giờ build một cái team xoay quanh Weahot đi. Nope. Đó, build một team xoay quanh Weahot đi. Batman. Nếu anh em nào theo dõi gọi là Zero to Hero, anh em sẽ biết là chàng trai Batman này là như nào. Đó, nếu anh em nào theo dõi series đó. Kala Fury này, Benjamin White, Lamela đi. Ủa, full luôn à? Thêm hai con đây, thêm con này đi. Batman để Batman lên 10, ok, Batman lên 10, ok. Chỉ cần cố lại hai con đi vượt cái ngưỡng thế nào. Nope. Không vượt được ngưỡng, còn mà không vượt được cái ngưỡng kìa. Một chú cuối cùng trước khi là dừng lại con thế này. Đập thẻ và cái gì nhỉ, lúc đấy là cái gì ta, lúc đấy đập thẻ và xây dựng team nhá. Nope. Một con, như vậy đúng một con duy nhất. Đúng một con duy nhất là con này lên, đó là Weahot. Owen nữa, còn Owen nữa, Owen là hết rồi mà, làm gì còn Owen nào nữa. Đâu, làm gì còn Owen nào nữa ta. Hay build một cái team Hà Lan này, đừng build team Pháp, đừng build Hà Lan được không. Rabiot, hết phôi mất rồi, hết phôi không đủ đập Owen rồi. Em còn tuyển Pháp, thầy đập tuyển Pháp của em đi à. Ủa, Pháp lại đập thật đó luôn hả? Ui, đập Pháp á? Đập đi sẽ lại, từ từ nhá, nhìn xem thẻ giảm giá thế nào. 10 thẻ giảm giá, 12 thẻ giảm giá. Càng lên nhờ, càng đấy, quả Pháp này đập đi, đập thì gãy tay của này luôn. Ui, 4.000 con đấy nhờ. Thôi bây giờ không tiếc hộ, quên mất, mình bảo anh em đừng có tiếc hộ, bây giờ mình cứ tiếc hộ người ta. Thôi, anh em người ta nhờ thì mình làm á. Đấy, không, bây giờ chủ ác người ta nhờ mình như nào thì mình làm như thế, mình không làm khác đâu. 2.300, rồi. Camavinga, Griezmann 1.000 này. Griezmann đi luôn, Kama. Theo 24 TS luôn mà, theo khóa mất tiêu rồi, đâu nữa, đập đi cái gì, theo khóa rồi. Bộ ba Hà Lan bơi, Hà Lan hôm trước mới làm rồi. Đó, đang muốn làm con khác cho khác khác một chút. Ui, sướng hết tay, ông thầy cứ chê à. Bill phát điên luôn, thật Bill quả đập quả phao đi, Bill phát điên luôn, Giroud này. Saliba này, Saliba 9 thì khóa đúng rồi, Weahot 10. Angry Icon, Kalulu này cho lên đường này, Colomwani này, Dembele, Upamecano, các kiểu, Ronan Koeman Hà Lan là Pháp này này cho đi hết, Betis này, wow, phải build một team xoay quanh Weahot thật, phải chọn một cái team để xoay quanh của Weahot, Bully, MU có rồi, cái áo này là áo gì nhỉ, Woodbook à, làm tí Woodbook ta. Dứt điểm 126 luôn mà. Uầy, Manu có rồi, Manu bạn ấy có sẵn rồi. Bạn ấy có sẵn của MU rồi. Kalulu lên đường, 168. Woodbook, Bully chứ có vẻ không ổn lắm nhỉ, bán quài luôn. Upamecano. Woodbook đủ team, Woodbook có Zeko này, có, nhưng mà sợ là cái team đấy nó không tối ưu được với số tiền này, số tiền nó nhiều. Tiền này của bạn nó nhiều quá. Rabiot này. Tiền nhiều, con búc nhìn nó hôi lông thật đấy chứ, nhìn kiểu bị không, kiểu hôi lông ấy. Sao nào, hôm mấy cái con này không phải bán nữa nhở, mấy cái con này tôi giữ lại không phải bán nữa. Đây, theo cho ra ngoài. Rồi, mấy con này giữ lại cái thứ không phải bán đâu. Con Giru này mình sẽ bán nó min này. AC Milan, sao lại AC Milan, bắt con đá con búc mà. Có con Kevin chiếm hết tiền, từ ngó chút anh em nhé, ngó chút tìm con búc xem nào. Mario Gomez, Zeko, như vậy là hàng công là đủ. Xem chạy cánh nào, có Kevin này. Chạy cánh sẽ là... Ô, chạy cánh đâu? Chạy cánh có mỗi Perisic à? Có mỗi Perisic chạy cánh cái đội này phải ngó cho nó. Hàng công có mỗi Perisic là Sandy thế nào? Sandy đâu đó? Wimmer, Stefan, Barakikovski. Đá 424 không hết tiền được, không, cái này không hết tiền được. Nếu như mà để hết tiền để tối ưu ấy vẫn phải là Hà Lan hay là Hà Lan theo kiểu Color 2004. Tôi ngó một chút về Color Hà Lan xem nào. Xin anh em tôi sẽ ngó qua một chút về team Color cho Hà Lan nhá, mini Color Hà Lan 2024 nhiều chỉ số, ok từ con này lên đây cái ngó qua của mini Color Hà Lan cái đó, lựa Color nào. Weahot, ôi trời ơi, dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng, cảm ơn bạn dấu tên nhá, xin cảm ơn bạn. Hà Lan, như vậy là Hà Lan 2024 sức mạnh của bốn lấy bóng khéo léo và giữ bóng, như vậy là toàn diện đấy chứ nhở. Ui,
Như vậy là khá là toàn diện nha, sức mạnh cộng 4, lấy bóng 4 nó khéo là chứng tỏ là rất khỏe. Team Color này một team Color mà kiểu là thiên về đấm nhau ấy, thiên về đấm nhau và pressing cái thứ đấy. Sức mạnh cộng 4, lấy bóng 4 là rất là khỏe luôn này, giữ bóng cộng 4 luôn này. Rồi, như vậy là khả năng là build của Hà Lan là đi, build của Hà Lan là kích của Color lên cái. À, sẵn Văn Đại á, đâu, Văn Đại đâu? Giấu tên giấu Văn Đại đâu? Đây rồi, Văn Đại rồi, mày quá. Đồng. Em có còn được 30k BP, thầy đập đi xây lại sắp e. Ôi, có nha, có như anh em nhớ có phiếu nhá, không 30 mấy nghìn tỷ cái thứ không có phiếu là đau đớn lắm đấy anh em nhá. Phải có tí phiếu với ad VIP đấy. Cánh trái AK, à cánh trái có rồi, cánh trái là sao nào? Cánh mình sẽ build từ tiền đạo. Vị trí tiền đạo đây. Nên Tên Lan trêu đùa cái tập kiểu Bergwijn 1.300, Cody Gakpo khoảng bao tiền? Cody Gakpo cũng khoảng 1.300, như vậy là mình nghĩ là tôi sẽ lựa chọn của Cody Gakpo đi. Đấy, Cody Gakpo đi pay xem nào. FA 120 là bao nhiêu? Có 700 tỷ nữa. 820 luôn. Rồi luôn. Van der Beek có trong con loài luôn à? À. Ok nhỉ, tức là quất quả Van der Beek đi 255 quất luôn. 3.800. Đô đi Van der Beek. Drone Best CDM mang về Drone luôn. Hà Lan này một cái thế Hà Lan cực kỳ mới. Một thế Hà Lan trẻ khỏe, mới mẻ. Frankie De Jong. Ui, con De Jong này xuống giá kinh đấy nhở. Ui, Frankie De Jong xuống giá kinh thật, min được không? Ui, con mẹ bây giờ Frankie De Jong ngày xưa tôi nhớ là con này đắt lắm mà. Sao bây giờ xuống giá ghê vậy ta? Ui, Berlin thì cả, Berlin 120 ăn được đấy chứ nhở. Ôi trời ơi. Giấu tên 3.000 Berlin này. Mình sông xanh. Donate xem DCCO. Được rồi đấy. Đi chợ sông xanh đấy, thoải mái đấy. 2.000, đáng 2.000 đang giả hẳn 3.000. Được chưa? The League mà thì The League bao tiền? Em Hùng Đại Hiệp, Đại Hiệp Vu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. 118 cô có chân trong đội hình Mút. Nhưng bỏ tiền mua đời ông 116 mặt cười. Vì sao? Vì 116 nó không nói lên giá trị thật. Nó không nói lên đúng cái giá trị của The Zone. The Zone nó hay hơn cái mức chỉ số đấy rất nhiều. Bùi Mạnh Quân Ca không thích vào ba đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Em tin thầy, vui cho anh em đội cực chất vào thầy. Ok. Chai dô. Ok, cảm ơn Quân nha. 1.300, Bergwijn sẽ là cầu thủ chạy cái trái tôi với tốc độ cực kỳ nhanh của mình. Nào, Bergwijn. Sa. À, đây là khỏe đấy, Hà Lan full 8 mạ vàng. Đặt theo tiêu đề các kiểu nhá. Hà Lan khủng khiếp nhất server ở mức thẻ cộng 8 đương đại. Có mẹ đặt tên tiêu đề được không? Đó. Nói cẩn thận cho vuông là không muốn đá Icon, chứ đá Icon thì đâu cần build MU với chính Daniel Zemmer 21 đâu. Chính của mẹ sắc luôn, xin cảm ơn em Hải nha. Đó, em Hải lên tiền đình chính giúp tôi, nói lên cái nỗi lòng tôi. Ôi trời ơi. Present Perfect đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tiêu đề đã tìm ra câu trả lời cho team Hà Lan mạ vàng yếu nhất mọi thời đại. Ôi, mạ vàng này yếu nhất mọi thời đại, chết tôi không. Uầy, mạ vàng Hà Lan này. Nói thật luôn này, hôm nay làm kèo này tôi thích ông nào kêu yếu ở đây. Được, hôm nay tôi đá hết mình luôn đấy. Tơ ti đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đội này thiếu cái chất gì đấy như vua chia bài. Kẻ dạy Mandini phòng ngự đấy nhỉ. Anh Hải cứu em khỏi ZTS với, chứ ông thầy bảo nay giảm cân nên để lại cho Y24 gói mỡ, chứ mì vẫn hết veo luôn. Anh Hải. Thầy lào trò lấy, thầy lầy thì trò láo thôi. Ôi giời ơi. Em Hùng Đại Hiệp, Đại Hiệp Vu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. CDC cộng 9. Team thầy Bịt nhìn đẹp mắt quá. À? Mà chắc chỉ để chụp hình để trong cái tủ sau lưng thôi. Đúng cô ạ. Hiện tại em ơi, cái đội này thực chiến nó kinh vãi chở luôn. Đội này quả thực chiến nha, nó vào gặp thằng nào nẹn thằng đấy luôn. Nếu mà nói về thực chiến, đừng nói mưu chỉ để quả này trưng. À, cộng 9. Ơi. Ờ, mua thêm tí màu U đấy. Quả. Chích xe này 3.000 thế nhở. Ơ vụt đây, vụt quả xích xe đi kiểu gì mà chẳng đá một là đá Hà Lan, hai là MU thoát đi đâu được. Đại Hiệp cho Tabi 10.000 đồng. Warehouse sau khi về kích Color lên 129. Đó, level 1 sẽ là bao nhiêu, như vậy là 125 sau khi kích Color lên. Bảo làm nhà báo, báo đời đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Cảm ơn Bảo nhá. Văn Hậu trong team này còn cần Color không thấy? Văn Hậu không bao giờ cần Color cả. Không bao giờ cần Color trong team này cả. Vì sao? Vì có họ Van. Đó, có họ Van. Rồi, Bergwijn chân phải đã thoải mái cái gì đâu mà. Đấy. Van der Ven cộng 5. Mua con này nó xịn. Nguyễn Quốc Hải International School đã donate cho Tabi. Mua con này đã cho xịn. Mình làm dương quá đá một cánh trái thôi thầy. Cánh phải tập trung thủ mặt cười. Được, có vấn đề gì đâu mà. À, Wine Adam đúng nhở? Wine Adam. Đoàn Văn Hậu mặt cười. Có cả Văn Hậu luôn mà. Tip follow Hà Lan là phải có sự có mặt của Văn Hậu nhá.
còn cả Văn Đức nữa cơ, còn chưa cho vào đâu, thằng Văn Quyết cái thứ còn rất nhiều đấy. Nào, thầy còn nhớ con Bayern full BTB cộng 8 của em không? Có nhớ. Giờ em nạp full vòng sự kiện rồi muốn đập đi xây lại thì thầy có nhận không? Có ạ? Có nhá, có nhận nhá. Nạp luôn bây giờ luôn hả? Bây giờ luôn là triển. Đó, bây giờ là triển. 1-3 từ từ xem nào, con này giữ vị trí thôi. Tham gia tấn công con này 3-2, tất cả đều 3-2 hết. Rồi, ok ok. Có nhận nhá. Có. Nào. Cái vợ Hùng Cải Hiệp là cái gì nhỉ? Từ từ. Team Color Hà Lan quyết định luôn ra mắt trận đấu này. À, cái gì đấy? Sao lại tàn Icon này? Ê. Rồi, ok ok ok. Cảm ơn anh em nhá. Đến rồi. Dịch dê, con mẹ ảm dịch dê như thế ăn mà. Quầy, ra mốt thở mạnh ngã ngã mà. Cho Tabi 20.000 đồng. Cảm ơn Giang nhá. Nên chọn CA7cm khối 5 hay ATN 8 vậy anh? Làm tí CA7cm khối đi em ơi. Cm khối ok đấy. C7 5 năm là C7 tôi cảm giác là mạnh nhất. Bellingham tôi cứ tưởng Mbappé chạy lốc gớm anh. Rồi. Nào, bình tĩnh. Dịch dê. Câu trả lời đến từ các cầu thủ Hà Lan. Một mạch luôn, chạy thẳng một mạch luôn. Là mất bóng. Là sau anh em phải dê tí nhá, chạy thẳng một mạch như thế là mất bóng nhá. Con mẹ em sao nó rỗng đôi ghê đấy nhở. Xin lên xem này. Văn Hậu này. Vào đây, đây. Vào đây. Xời. Văn Hậu này. Này. Xin cái hãng. Ôi không, 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 không. Tập trung lại, tập trung lại. Đã như thế mất khách. Tạt. Nope. Tưởng cái gì nữa em. Đến bây giờ mà vẫn còn tưởng à. Đến bây giờ vẫn còn phải hoang tưởng à. Nè. Quả nó đừng. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mày đứa. Ơ kìa. Nope. Thôi đi, bây giờ bí quá rồi, không cách nào cả. Rồi nhá, cho con Vini. Rồi. Cái đầu của Dịch Dê, cộng 10k. Siêu tân binh của MU. Đảm giá trị cốt lõi đây, giá trị cốt lõi của Dịch Dê đấy. Đạt Bình Dương đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Cảm ơn Đạt Bình Dương nhá. Tay cầm nào ổn vậy ông Tabi? Tay cầm ổn, ổn nhất bây giờ đối với tôi là PlayStation 5. Đó, PlayStation 5 là ổn nhất, cái form này ổn nhất với tôi. Đó, là như vậy. Anh em đang hỏi ý tôi đúng không? Mày nhớ. Ui, con Cú Toa đây. Cú Toa đang bắt bóng mày bay. Rodrigo trong game này nhá, gặp Văn Hậu gọi đúng 2 chữ bố luôn. Đó, cha ơi. Đầu lòng hai ả tố Nga, ngu nhất ti di, ngu nhì Tabi. Không phải học Weibo, thích gì à? Weibo như nào? Hả? À? Ý sao? Ý bảo Weibo là sao? Nhờn, que hot. Tránh Nga. Sao không đấm được nhờ to như to hơn thôi, hẳn một cái đầu mà không đấm được người ta. Hay quá. Quảng cáo lắm thế, nó không biết được nhờ bạn bây giờ. YouTube nó như thế, nó biết làm sao bây giờ. Tôi đang đá tôi ấn ngủ gì đâu. Khi nào tôi đá tôi quảng cáo tôi bảo anh em là tôi quảng cáo cho tôi không ấn gì thật. Dịch dê. Nope. Đờ rông. Đờ rông. Đờ rôn. Đờ phắc. Quay hót. Khéo chưa. Quay đường này. Nope. Trời ơi, vẫn bắt được bao nhiêu tình huống xử lý đùa. Bao nhiêu tình huống kìa. Cầu thủ nó cứ có cái gì ở trên đầu ấy nhở. Đem bao nhiêu ngân lượng thì được băng với đội hình Hà Lan siêu yếu của thầy vậy. Tâm nó cứ sáng in game bác ưng. Tâm nó cứ sáng là ok. Phanh ghi đà dâm. Đá chỉ thắng. Đá chỉ thắng một quả nhưng nó khó chịu. Đá chỉ thắng đúng một quả. Nào, Dịch Dê một bàn thắng bằng đầu. Đến từ Nguyễn. Trời ơi, cứ thắng một quả đã, chỉ thắng một quả đó. Đó. I am Jose Mourinho. Đó, lối đá bẩn mắt quá, xem quảng cáo 5 giây còn hơn thì không, không. Cứ thắng đó. Cứ thắng vậy đã, cứ thắng Rio một câu vậy cho khó chịu à. Nói thật với anh em là hôm nay có lịch đá bóng. Thì tí nữa tôi phải xuống tôi quá trình anh em tí. Là ngày hôm nay sẽ ở chơi như này như kia đó, có quá trình anh em tí các kiểu. Đấy, là hôm nay anh em mình sẽ chơi như thế này, toàn đội sẽ chơi ý đồ như này, ý đồ tôi đưa ra là như này.
Đó, khi có bóng cánh trái thì thực hiện những tình huống bóng như thế nào? Tối nay tôi sẽ làm một quả vlog cho anh em xem. 5:30 trời ơi, đội bóng 4:00 họp, 5:30 có mặt đùa. Hay ý thức của hai này chán thật đấy. Cái đội bóng người ta 4 giờ người ta họp, 5:30 không xuất hiện. Chán ý thức của hai thằng em thật. Con chuẩn bị huấn luyện viên đưa bảo anh em chuẩn bị anh em họp đi ra chiều ra sân kiểu dịch dê. Nope. Ui giời ơi, tí nữa là dịch dê kìa. Sở dịch dê kìa. Ủa khéo nha. Dịch dê. Ủa khéo kìa. Acro dịch dê, dịch dê. Dịch dê. Van de Beek, đổ đi. Đổ đi. Nope. Trời ơi. Lối đá Hà Lan những con người này tôi mang về nhá. Không thua cơ. Đã không thua. Đinh Bảo đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em mua con Henry ITM về mà đá nó cứ kiểu gì, thầy có trích nào giúp em với? Bán Henry đi. Bán con Henry đi, mua về con Warehouse mọi người này. Đấy. Đấy là cái trích. Phan này. Đá nó tất cả nó Phan mình đang ngồi biêu tiếp cứ bảo yêu quá chịu rồi. Và anh em nghẻ lạnh vì tên giải VL đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Góc hiểu thêm về anh Bảy, trong những kỳ World Cup khác nhau chỉ có hai cầu thủ là không ghi được bàn trong vòng knockout, trong đó có một thủ môn. Bọn em nghe những cái thông số, thỉnh thoảng nghe những cái thông số hài. thỉnh thoảng nghe những thông số nó hài. Tôi thề luôn, tôi chả bao giờ quan tâm là ông hâm mộ nào, ông ghét nào, tôi chả bao giờ tôi quan tâm đâu. Nhưng mà nghe những cái, nhìn nó nghe nó hài hài thôi. Thề luôn. Vì tôi nghĩ là mẹ mình có quan tâm, mình có tranh cãi, mình bảo vệ idol của mình thì idol của mình cũng có biết mình là ai đéo đâu mà. Cho nên là mình cần gì mình tranh cãi làm gì, chẳng hạn như bây giờ tôi bảo vệ CR7 hoặc là tôi bảo vệ Messi đấy. Hai ông đấy cũng có biết tôi là tôi bảo vệ cho ông đấy đâu. Để làm gì? Chả làm gì cả, phí thời gian này đấy. Đó. Chả làm gì cả. Ôi, đấy nhá, dạy dỗ cho bạn chỗ này, chỗ Hùng Đại Hiệp và chỗ Minh Phan này. Hai anh em nhá, là sau lúc đang building, lúc đang làm việc, em hạn chế nhá. Khen đội bóng building thì được, khen thì được nhá. Anh em hạn chế chê nhá, đấy, lôi anh em ra làm gương. Đấy, xin cảm ơn gì nhỉ, xin cảm ơn Hải, đó, học sinh trường quốc tế đã tạo điều kiện để làm content này nhá. Cảm ơn Hải rất nhiều, cảm ơn Quốc Hải nhá. Nguyễn Quốc Hải đấy. International School đã donate cho Tommy 10.000 đồng. Tôi nhờ thầy build team mục đích là để có hai trận win trong lượt lên thách đấu. Mà mấy ông cứ thách đấu thầy làm gì để thầy hành hạ mặt thôi. À đâu. Hai trận win nữa. Ai già. Có vợ Hà này cao tay thật. Ôi trời ơi. Minh Phan đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Dạ thầy. Cảm ơn Minh Phan nhé, cảm ơn em nhé.